난 요리하다며 전개처럼 만나 셀라 난 고향이여 못하지네 아이 컴퍼니야 나빠봐요 아줌마 설라도 앤데이소이 국내비 핵광경을 Quá hay anh em nhá. Vừa rồi anh em cũng đang nghe một bác khách bên em ấy, bác đến bác tham khảo một bộ dàn karaoke trị giá 32.900.000. Thì vừa rồi thì anh em nghe rất là hay đúng không ạ? Bác hát rất chi là tình cảm. Với bộ dàn karaoke này thì bên em phối ghép cho anh em một bộ mic có giá bình dân anh em nhé, giá 2.400.000 một cái vang số cao cấp này. Và tiếp theo sẽ có một con quản lý nguồn V9 và một cục đẩy 4 kênh F7409. Đây là một dòng đẩy quá nổi tiếng rồi. Với đi phần loa, về phần loa thì anh em sẽ có được một cặp loa bass 30 từ Neo Sơn Sần Cáp hàng nhập khẩu anh em nhé, chính hãng luôn. Và thiết bị cuối cùng thì sẽ là một cục đẩy sẽ là một súp anh em nhé, súp 50 là súp đơn LX, con này mang nhãn hiệu KT18, rất là chất lượng đúng không ạ? Với tiếng súp này thì nó cho ra một chất âm bản nhạc thì rất là uy lực để cho anh em karaoke và nghe nhạc. Và đi vào phần chính thì xin giới thiệu với anh em, trước mắt anh em nhìn thấy là đây là một bộ mic LX Aquatic anh em nhé, mang nhãn hiệu U705S, rất là đẹp. Đây là một cái dòng mic 6 số, nó cho ra một chất âm rất là hay, hát rất là nhẹ, hát rất nhẹ anh em nhé. Em sẽ alo thử cho anh em nghe cái chất âm của cái mic này, hát rất là nhẹ trên cái mic này. 1 2 5 6 7 8 9, được 1 2 5 6 7 8 9 đó. Tiếng mic rất là dày anh em nhé, tiếng mic rất là dày, hát rất là bắt mic. Và đặc biệt con này nó rất chi là tiết kiệm pin. Đó. Ngoài ra thì nó có chế độ cảm biến gia tốc này, chế độ tự ngắt này. Đó, và dèo có cả dò sóng sạch cho anh em. Đó, rất là chất lượng đúng không ạ? Thì với bộ mic này thì em đang bán với giá là 2.400.000 đồng, bảo hành cho anh em lên tới 12 tháng. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một con vang số cao cấp của LX. Đó, L. Con này mang nhãn hiệu D5 anh em nhé. Do Chi Bass sản xuất. Anh em nhìn phê mà. Với con vang số này thì bên em sẽ set up cho anh em lên tới 4 mode, trong đó có 3 mode là để cho anh em karaoke và 1 mode là để nghe nhạc. Đó. Với bộ dàn karaoke này thì nó không thể thiếu một con vang anh em nhé. Con vang nó như là một đầu lọc ấy, nó như là một bộ lão để cho anh em chỉnh. Đó. Tất cả hay hay không, hay dở hay không là trên con vang. Đúng không ạ? Thì vừa rồi anh em nghe những cái bản nhạc và nghe khách của bên em hát thì rất là ok. Giá con vang này bên em đang bán với 4.100.000 đồng và bảo hành cho anh em lên tới 3 năm. Đó, bảo hành lên tới 3 năm nhé. Tiếp theo nữa thì sẽ là một con quản lý nguồn đó, P9 của LX đúng không ạ? Đó. Với những bộ dàn hiện đại thì sẽ không thể thiếu được, không thể thiếu được những con quản lý nguồn anh em nhé. Vì sao? Vì tất cả những bộ dàn của chúng ta bây giờ tất cả là đều phải cắm hết trên quản lý nguồn này. Và chúng ta chỉ cần dùng một cái công tắc này thôi, chúng ta bật nó sẽ tự tắt hết. Hoặc là chúng ta mở ra thì tất cả
những cái thiết bị chúng ta nó sẽ tự mở lên, chúng ta sẽ không phải thò tay vào đằng sau đúng không ạ, để tắt mở nó rất là phiền phức anh em nhé. Đó, với con quản lý nguồn này bên em đang bán với giá là 1.600.000 đồng. Đó, và tiếp theo sẽ là một cục đẩy 4 kênh. Với cục đẩy 4 kênh này thì nó cho ra công suất là mỗi một kênh là 900W. Đó, anh em có thể chơi một cặp bát 30 với một kênh này đúng không ạ? Mỗi kênh này nó chơi được một cặp bát 30. Đó, 4 kênh này là anh em có thể chơi được 4 cặp bát 30 rồi, quá kinh khủng đúng không ạ? Ngoài ra thì chất âm của cục đẩy này nó cho ra rất là sáng tiếng. Em đã test rất chi là nhiều về chất âm của cục đẩy này rồi. Đó, anh em có thể vào kênh của em thì anh em xem. Đó, đánh F7409 ra thì nó ra rất là nhiều anh em nhé. Con này nó chạy mạch Class 2H SLJV kép, và tất cả các linh kiện của nó đều là những linh kiện đời mới xịn xò hết. Đó, con này thì nhìn rất là sang trọng đúng không ạ, anh em nhìn mặt rất là đẹp. Đó, nhiều anh em chơi, nhiều anh em mua về rất là thích. Đó, riêng cái dòng đẩy này thì với bộ dàn này thì về riêng con đẩy này thì em kênh 1 và kênh 2 ấy, em chơi cho một cặp loa bass 30, kênh 3, kênh 4 em chập bass đấy, để chơi một con súp đơn 50 này anh em nhé. Đó, và giá của cục đẩy này thì bên em đang bán với giá là 8.300.000 đồng bao ship cho anh em. Đó, rất là chất lượng đúng không ạ? Tiếp theo nữa thì sẽ là một cặp loa đấy, đây là một cặp loa của hãng LX sơn sần cát rất là đẹp đúng không ạ, anh em nhìn đây ạ, tiếng bass rất sâu, tiếng check rất lẩy. Con này em cũng test rất nhiều rồi. Đó, từ leo đấy. Với cặp loa này thì anh em có thể treo ngang, anh em có thể tháo ốc ra anh em nhé, chúng ta để treo ngang hoặc chúng ta có thể treo dọc anh em nhé, treo đứng đều được hết. Đó, rất là thuận tiện đúng không ạ? Thì với cặp loa này bên em đang bán với giá là 10.000.000 đồng. Đó, 10.000.000 đồng. Và cuối cùng thì sẽ là một con súp đơn 50 KT18 bát 50 anh em nhé, rất là chất lượng. Đó, nó cho ra một cái chất âm thì rất là sâu anh em nhé, con này đánh rất là uy lực anh em nhìn nữa. Phê không ạ? Với con súp này thì bên em đang bán với giá là 6.500.000 đồng và tổng bộ dàn này là 32.900 đồng bộ của LX Acoustic anh em nhé. Đó, đồng bộ của LX Acoustic. Đó. Đó, rất là hay đúng không ạ, cho là chất âm rất là ok rồi. Ok, thì hôm nay em làm video này đó để theo nhu cầu của bác khách ấy, thì em ghép nối cho bác hát. Anh em xem video thấy hay nhớ like và bấm kênh cho em. Bác nào có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bác nào chưa đăng ký kênh nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh. Rồi, ok, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.